much for the spectators. And okay, in the end we lost the game, but I think we had the chances to score as well. And yeah, I cannot say that it was not deserved for Vietnam, but I think we could also score easily 1-2. Congratulations for you. And the second Vietnam compared to Paris. Đối với câu hỏi thì phần đầu tiên, trận đấu này là một trận đấu đẹp cho cả hai đội và đặc biệt cho lượng khán giả rất là đồng nhiệt ở sân Thống Nhất ngày hôm nay. Mặc dù chúng tôi thua trận đấu này nhưng mà chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, và ý tôi không phải là chúng tôi không xứng đáng, nhưng mà nếu mà chúng tôi ghi bàn 1-2 và thắng thì trận đấu tại khác, và tôi nghĩ là Việt Nam xứng đáng thắng trong trận đấu này, và tôi xin chúc mừng tới Việt Nam. Về việc so sánh đội tuyển Việt Nam hiện giờ và đội tuyển cách đây 5 năm thì thật sự là không phải. Đội tuyển Việt Nam cách đây 5 năm đã rất khác, và đội tuyển của chúng tôi cũng đã rất khác. Và bóng đá như các bạn biết thì luôn có sự phát triển liên tục, và bạn không phải so sánh bất cứ sự quốc gia hay là bóng nào ở châu Á cũng vậy. Và đội tuyển Việt Nam hôm nay có một trận đấu đẹp, và tôi cũng tự hào về đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam hôm nay đã có một trận đấu thành công và có nhiều cầu thủ hay, và thủ môn cũng là một cầu thủ hôm nay chơi tốt, và phòng đội đã chơi tốt hôm nay. Và tôi thấy đội tuyển Việt Nam thế mạnh chính là cái sức mạnh phòng đội, chứ không phải dựa dẫm vào những cá nhân xuất sắc như là Ronaldo hay là Messi nào, và đây là một điều rất tốt để sự phát triển của Việt Nam. Thực tế thì đội tuyển chúng tôi gồm nhiều cầu thủ đến từ nhiều nơi khác nhau trên đất Việt Nam, và có cầu thủ đã phải trải qua những chuyến bay 20 thậm chí là 30 tiếng đồng hồ, có những cầu thủ đã ở đây 4 ngày và có những cầu thủ ở đây 8 ngày, và có một số người thì tới đợi hơn. Về thể lực thì tôi nghĩ không thành vấn đề, nhưng mà thực sự thì các cầu thủ của con ngày hôm nay mất rất nhiều sức. Thực sự như các bạn đã thấy thì hai trận đấu trước thì chúng tôi đã thi đấu với đội tuyển Việt Nam rồi và có cái trận hòa, và trận đấu ngày hôm nay như các bạn thấy chúng tôi cũng tạo ra được nhiều cơ hội, và tôi nghĩ là chất lượng đội hình chúng tôi ổn và ngang bằng với đội tuyển Việt Nam, và tất nhiên là tôi tự tin đội tuyển chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại để làm thực sự là mục tiêu, giống như là cái mục tiêu của đội tuyển Việt Nam trong quá khứ.